khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua, một vụ sạt lở bờ tường ta luy lớn trên đường Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt sau một trận mưa lớn đã làm một xe taxi 7 chỗ hư hỏng gần như hoàn toàn. Rất may là tài xế taxi không có mặt trong xe. Thông tin của chương trình về vụ việc này. Tại hiện trường vụ việc, cả chục khối đất đá sạt lở xuống khu đất trống nằm cạnh bờ tường ta luy ngôi nhà số 7, đường Triệu Việt Vương. Bờ ta luy này cao khoảng 6 mét, ốp bằng đá, sạt lở một đoạn dài 15 mét. Ngoài ra, lượng đất đá sạt lở còn làm hư hỏng một số dây điện, gây mất điện một số hộ dân vào chiều ngày 3 tháng 5. Theo người dân tại đây, khu đất trống để đậu xe thuộc một biệt thự gần đó. Hàng ngày bãi đất rộng này thường có nhiều xe taxi, xe khách đậu tại đây. Rất may là hôm nay chỉ có một chiếc xe taxi đậu và không có người dân đi lại khi sự việc xảy ra.